đi xuất gia sẽ giống như một cái người nội qua một cái dòng nước có nhiều sự nguy hiểm rình rập ở đấy, có đủ can đảm không, có đủ khôn khéo không, có đủ cái dũng chí không, có đủ cái sức mạnh không để mà vượt qua được. Thì cái đời sống xuất gia cũng vậy, mình có đủ cái trí tuệ không, có đủ cái sức lực không, có đủ kham nhẫn không, có đủ cái tinh tấn không để mà vượt qua được cái đời sống xuất gia, chứ đâu phải là chuyện dễ dàng. Và cái khó khăn thứ nhất là thế nào là sự sợ hãi về sóng. Ở đây này các tỳ kheo có thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não bức bách, bị khổ bức bách, bị khổ chi phối, vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị ấy được các vị đồng phạm hạnh khuyên giáo: ông phải đi như thế này, ông phải đi về như thế này, ông phải ngó tới như thế này, ông phải ngó lui như thế này, ông phải co tay như thế này, ông phải duỗi tay như thế này, ông phải mang y như thế này, ông phải mang bát như thế này. Đấy là một cái sự huấn luyện dạy bảo. Một cái bước đầu tiên của người bắt đầu vào tu là sẽ được dạy bảo về cái hình tướng, về cái hình tướng người tu, về cái oai nghi của người tu, về cái đi đứng nằm ngồi của người tu là phải được dạy bảo. Là trước kia ở nhà thì có thể chạy nhảy năng xăng, chân hoa chân múa tay nói cười theo ý thích, tùy theo cái văn hóa ở từng nơi. Có những người sống ở trong gia đình có gia giáo, có nền nếp thì cũng được giáo dục đàng hoàng, cũng có cái lễ phép, biết kính trên nhường dưới, ăn nói biết thưa hỏi, và cũng có những cái cử chỉ nho nhã, nhã nhặn, đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà cũng có những người sinh ra ở những cái nơi văn hóa thấp, học thức thấp, không được giáo dục về những cái đạo lý, về những cái văn hóa, về những cái ứng xử, về những cái hành vi cử chỉ, không biết lễ phép tôn trọng người này người kia. Cho nên khi vào tu tập rồi thì cái sự giáo dục này cần thiết phải thay đổi. Khi mà mang cái hình tướng của một người tu rồi thì cái bước đầu tiên là cái đi của người tu, là cái bước đi nó phải khác, nó không được chạy nhảy. Ngay cả khi mà có gặp trời mưa, vị ấy cũng phải đi chậm rãi, đi nhẹ nhàng, chứ không phải là vì vậy mà chạy nhảy, không được đùa giỡn, không được đi nhón chân nhón tay không. Đấy là những cái bước đi nó cũng phải đàng hoàng. Khi mà quay, khi ngước cũng vậy, không được quay cái đầu không mà phải quay toàn thân như vậy. Chân tay luôn luôn phải có cái sự thu thúc giữ gìn, không được vung vẩy, không được đi mà nó trông cái tướng nó nghịch ngợm, mà phải đi trông cái tướng nó phải đàng hoàng, trang nghiêm, tề chỉnh. Vậy đi, khi đi cũng vậy, khi đứng cũng vậy, đứng cũng phải cho nó trang nghiêm, cho nó ngay thẳng. Khi ngồi cũng vậy, khi ngồi cũng phải ngồi ngay thẳng, chứ không có ngồi dọ dẹo, không có ngồi vặn vẹo, không có ngồi rung đùi, không có ngồi rung thân, không có ngồi rung chân, mà không có ngồi nghiêng ngả, đầu ở bên này, đầu ở bên kia, không có ngả trước, ngả sau, không có há mồm, trợn mắt. Thì có rất là nhiều những cái oai nghi, cái cử chỉ, cái hình tướng của một cái vị tỳ kheo, của một cái người xuất gia, để phải có cái sự ngay thẳng như vậy, phải có cái sự nghiêm túc như vậy, phải có cái sự đàng hoàng như vậy, đáng để cho người ta cung kính, đáng để cho người ta tôn trọng, đáng để cho người ta cúng dường, đáng để cho mọi người người ta chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Thì làm sao cái mô phạm ấy không có thay đổi thì làm sao có thể tu tập được, có thể xứng đáng là người xuất gia được. Và cái người xuất gia thì Đức Phật nói rằng người xuất gia mà thân có tu tập, vị ấy có thân tu tập, giới tu tập, tâm tu tập, tuệ tu tập, thì sau này vị ấy mới có kinh nghiệm mà truyền đạt lại cái giáo pháp này cho những thế hệ xuất gia về sau. Cái người ấy có được dạy bảo những cái oai nghi về cái hình tướng, về cái cử chỉ như vậy,
Rồi họ có chấp nhận như vậy, họ có thu thúc như vậy, họ có giữ gìn như vậy, họ có sống trong khuôn khổ như vậy, sống trong cái oai nghi, sống trong cái phép tắc, sống trong cái nề nếp như vậy, thì sau này họ mới là cái người có nề nếp, có phép tắc, có đạo hạnh. Họ mới khi mà họ trưởng thành rồi, họ mới độ lại cho những cái người xuất gia về sau, người đi trước tiếp rước người đi sau, họ mới dạy cho người khác có cái nề nếp, có cái oai nghi, có cái cử chỉ, có cái phép tắc như vậy. Như vậy thì giáo pháp mới tồn tại được. Thì những người ấy thân có tu tập thì giới họ mới tu tập được. Giới có tu tập thì tâm họ mới tu tập. Họ có tu tập tâm rồi thì tuệ họ mới tu tập được. Họ mới có thể đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát được, mới làm cho giáo pháp được trường tồn mãi mãi về sau được, làm cho giáo pháp hưng thịnh được. Còn nếu như một cái người mà vào tu tập mà họ không được dạy bảo một cách có nề nếp, có cái không được dạy bảo một cách có cái sự tuần tự từ thấp đến cao, tức là thân họ không được tu tập những cái oai nghi, họ không thay đổi, họ vẫn có những cái oai nghi, cử chỉ xấu xa, nói năng cười cợt nhớt nhác, làm rất là những cái chuyện mọi việc mọi thứ theo ý thích của mình, thì những cái người như vậy được gọi là thân không tu tập. Thân không tu tập thì họ năng xăng phóng dật như vậy, giới không được thanh tịnh, thành ra giới không được tu tập. Giới không tu tập thì tâm không định tĩnh, vậy là phiền não không thể được chế ngự, không được đoạn trừ. Như vậy thì tâm không tu tập, tuệ cũng không phát triển, và vị ấy sẽ trở thành một cái người tu xấu xí, một cái người tu hư hỏng, một cái người tu mà khiến cho ai người ta tiếp xúc với vị ấy là những người ngu, thì người ta sẽ nghĩ rằng Phật Pháp là như vậy, Phật Pháp là nhờn dỡn như vậy, Phật Pháp là chơi bời như vậy, Phật Pháp là để giải trí như vậy, Phật Pháp là để cho những cái người thất tình, cho những người chán đời, cho những cái người bị không còn cái con đường hạnh phúc ở đường đời nữa, là những cái người bất hạnh trên đường đời, người ta vào đấy để người ta an thường thủ phận như vậy, để người ta sống cho qua ngày đoạn tháng như vậy, là cái nơi kiêu mang những cái hoàn cảnh bất hạnh khổ đau như vậy, là những cái nơi ô hợp như vậy, thế người ta khinh thường đạo Phật, làm cho những cái người chưa có đức tin người ta không có đức tin, làm cho những người có đức tin rồi người ta mất đi cái niềm tin, hoặc là người ta sinh ra cái chi kiến sai, cái hiểu nhầm về Phật Pháp. Vậy cho nên cái hình tướng của người xuất gia nó cũng đại diện cho Tam Bảo, cho Phật Pháp Tăng. Cho nên cái người ấy cần phải được giáo hóa, cần phải được giáo dục như vậy. Và những cái người xuất gia mà thân không tu tập như vậy, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, sau này họ độ đệ tử rồi, họ cũng không dạy cho đệ tử về những cái nề nếp, về những cái phép tắc, về những cái oai nghi, về những cái cử chỉ, về những cái cách đi đứng nằm ngồi, về cái cách ăn nói, về cái cách hành xử, về cái cách cư xử như vậy, thì cái thế hệ sau nó còn mất nết hơn thế hệ trước, nó còn hư hỏng hơn thế hệ trước, nó còn tục bậy hơn thế hệ trước, nó còn phá hoại hơn thế hệ trước, nó còn ngạo mạn hơn, nó còn làm những cái việc xấu xa đồi bại hơn nữa. Rồi cái thế hệ đấy, nó lại truyền tiếp cho thế hệ sau nữa. Rồi cứ như vậy, rồi dần dần nó sẽ trở thành một cái giáo hội, cả một cái giáo đoàn hư hỏng. Và những cái khi nào cũng vậy, những cái người hư hỏng mà đã chiếm đa số, cái người hư hỏng mà đã chiếm số đông, cái người hư hỏng ấy áp đảo hết tất cả những cái người hiền thiện, thì những lúc ấy những người hiền thiện không dám lên tiếng, họ phải ẩn đi chỗ khác, ẩn trong đám đông, ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, họ không dám lên tiếng nữa. Và lúc đấy là cái thời kỳ mạt pháp, là cái thời kỳ hoại pháp, là cái thời kỳ mà thế gian người ta mất niềm tin vào Phật Pháp.
cũng là vì cái sự giáo dục ở trong Phật Pháp mà bị mất căn bản, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như vậy, nó dẫn đến cái sự nguy hiểm như vậy, nó như những cái ung nhọt như vậy. Nó cứ cái ung nhọt này nó nảy sinh rồi nó lại được che đậy, rồi nó lại mọc lên những cái ung nhọt khác. Rồi đến một cái lúc nào đấy, nó ung nhiều quá rồi, nó thành ung thư rồi, nó vỡ ra rồi, nó thối tha không ai chịu được. Thì vì vậy nên là Đức Phật rất là nghiêm khắc đối với những cái người mới vào xuất gia, cần phải được giáo dục. Giáo dục mà không được đuổi đi, không thương tiếc. Đấy là cái cách giáo dục của Đức Phật cũng như thế. Nói nếu như mà đấy, một cái người tu tập mà còn thô thiển như vậy, còn lỗ mãng như vậy, thiếu chánh niệm như vậy, thiếu tỉnh giác như vậy, đuổi đi, ta đuổi các ông, hãy đi nơi khác, chớ có ở gần ta. Đấy là chứ không phải là cứ muốn cho người ta đến tu cho thật đông, cho có số lượng làm gì, mà cần phải có chất lượng, mà cần phải được giáo dục, cần phải được rèn luyện như thế. Thì người nào tu cũng là những cái người là những cái hạt giống tốt, là những cái người chân chánh, là những cái người có trí tuệ, là những người có đức hạnh, thì những cái người ấy mới gìn giữ được giáo pháp, những cái người ấy mới có thể làm sáng tỏ được giáo pháp, những cái người ấy mới có thể đem lại cái hạnh phúc, cái lợi ích cho đời. Còn nếu như những người tu mà mất hết những cái căn bản này, khi mà tu hành mà người ta cũng còn giống như là những người đời, những cái tính cách giống như người đời, ăn nói thô lỗ tục tiêu, cười cợt nhớt nhả, chạy nhảy hung hăng người lớn suốt ngày, tạo ra những cái tiếng ồn ào náo động, làm cho hư lát mục lát hết cái môi trường tu tập ra, thì không có lợi nào, không có lợi ích gì. Thế là những cái sự tu tập như vậy thì người tu tập vào là phải được dạy như thế, dạy cái cách đi là phải đi như thế, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói năng, khi ăn là phải theo một cái khuôn khổ như vậy, khi mặc y là phải mặc y như thế, trang nghiêm tề chỉnh như thế, trước sau trên dưới nó bằng bạn như thế, phải được học cái oai nghi phép tắc như vậy. Khi đi đến chùa khác là phải như thế nào, khi có khách tăng đến chùa là phải như thế nào, đối với thầy như thế nào, đối với huynh đệ ứng xử với nhau như thế nào, rồi đối với các cái công việc chùa chiền như thế nào, xử sự đối với bà con Phật tử, đối với người trên người dưới như thế nào, thì đều có ở trong luật nghi, đều có ở trong phép tắc. Thì cái người xuất gia vào cần phải được học cái luật nghi ấy, cần phải được học cái phép tắc ấy, cần phải được rèn luyện cho thuần thục cái luật nghi ấy, cần phải được rèn luyện cho thuần thục cái phép tắc ấy. Thì cái người ấy sau này họ có cái thân được tu tập như thế rồi, họ thọ trì những cái giới cái hạnh, rồi họ sẽ giữ gìn được những cái giới ở cái mức độ cao hơn. Giới tu tập thì người ta mới định tĩnh, mới có thể tu tập được những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán. Như vậy thì mọi cái nó mới thành tựu. Chứ còn ngay những cái oai nghi cử chỉ còn năng xăng, còn chưa được thu thúc, còn chưa được định tĩnh, thì cái tâm nó cũng bất an, nó cũng loạn động, nó cũng chạo cử, nó cũng phóng dật theo. Cho nên là nếu như lúc đấy có hành thiền, tâm nó cũng không an, mà cần phải tu tập từ những cái dễ, từ những cái thô thiển, là phải thực hành trước để dứt những cái thô lớn đi, rồi sau đó mới dứt đến những cái thô nhỏ, rồi sau đó mới dứt đi những cái phiền não ngủ ngầm vi tế ở bên trong. Đấy là cái cách tu tập như vậy. Rồi có những người khi vào chùa tu tập được giáo dục như vậy, được dạy bảo như vậy, được rèn luyện như vậy, họ không chịu được. Họ không chịu được, lại nói rằng là những cái người này là ai mà sao lại dám dạy bảo ta như thế. Những cái người này có khi tuổi đời họ còn ít hơn ta, đáng là con cháu ta. Khi ta ở ngoài đời, có khi ta cũng là thầy, ta cũng dạy người này thế này, dạy người kia thế kia. Thế mà bây giờ ta vào đây tu tập, họ lại giáo dục hóa ta, họ lại khuyên bảo ta,
họ lại dạy bảo ta những cái điều nhỏ nhặt như thế. Và có thể có những người đấy đã không chịu được những cái sự rèn luyện ấy, không chịu được những cái phép tắc ấy, không chịu được những cái giáo hóa ấy, họ đã hoàn tục, họ đã từ bỏ cái sự học tập, họ từ bỏ cái con đường tu tập và hoàn tục. Như vậy thì Đức Phật gọi là được gọi là người sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Nhưng giống như một cái người nội xuống nước định là sẽ đi qua cái con sông này để sang bờ bên kia, nhưng mới chỉ thấy một cái làn sóng nó gợn lên đã cảm thấy bất an, đã cảm thấy sợ hãi, đã cảm thấy mình sẽ bị nhấn chìm ở trong cái dòng nước này. Đấy là một cái người có cái tánh nhút nhát, có cái tánh sợ sệt. Sợ sệt như vậy thì không thể vượt qua được cái dòng sông này, không thể đến được bờ ở bên kia. Cũng như vậy, nếu như mà mình muốn nghĩ rằng cái con đường tu tập này sẽ là cái con đường để mình đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát khổ đau, đi đến giải thoát khỏi sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, nhưng mà mình phải vượt qua được cái trở ngại này, đó chính là cái tự ái ở trong lòng mình. Mình mà không chấp nhận những cái khuôn khổ này, không chấp nhận những cái luật nghi này, không chấp nhận những cái phép tắc này, thì mình có tu tập nó cũng không thành tựu được cái gì, thậm chí còn mang tội lớn hơn. Còn lại khi vào tu tập mình lại còn không những mình không tiến bộ, không tiến hóa được ở trong cái giáo pháp, mà mình lại còn làm hư hoại, hư hỏng cả cái môi trường tu ấy, làm ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy, vậy thì muốn vượt qua được cái bờ bên kia thì mình cần phải chấp nhận là phải vượt qua cái tự ái này, vượt qua cái sự khó chịu khi mà được người khác chỉ lỗi, khi mà được người khác dạy bảo những cái điều nhỏ nhặt, những cái hành xử, những cái phép tắc, những cái luật nghi, những cái luật lệ ở trong cái môi trường tu đạo này. Cái người nào mà vượt qua được như thế thì có thể tiếp tục tiến bộ ở trên đường tu tập. Sau đó vị ấy có thể sẽ được trải qua một cái thời gian tập sự để làm quen với sự tu tập như thế. Thấy vị đó có cái sự thuần thành rồi, có cái sự tiến bộ rồi, thì vị ấy sẽ được thọ giới sa di, được vị thầy tế độ truyền cho 10 giới. Rồi khi mà thọ giới sa di, vị ấy có cái sự tu tập, có cái sự tiến bộ về oai nghi hơn nữa, có cái sự tiến bộ về giới hạnh, có cái sự tiến bộ về trí tuệ, về pháp học, về pháp hành rồi, thì vậy ấy sẽ được thọ, được đăng đàn, thọ giới cụ túc, thọ giới tỷ kheo, thọ các cái giới bậc trên. Và vị ấy cần phải có tam sư thất chứng, cần phải có cái sự đăng đàn để mà truyền trao những cái giới phẩm cao hơn nữa. Thì khi càng thọ những cái giới cao hơn, vị đó càng phải thu thúc nhiều hơn, giữ gìn nhiều hơn, còn lại phải tu tập một cái miên mật hơn, nghiêm khắc hơn, chứ không phải là vị đó thọ giới rồi là vị đó đã xong cái phận sự tu tập, mà vị đó lại phải bước vào cái quá trình tu tập cao độ hơn, thu thúc hơn, giữ gìn hơn, nghiêm khắc với chính mình nhiều hơn nữa. Chứ không phải là tu tập cao hơn mà mình lại có cái sự ngã mạn hơn, có cái quyền uy hơn, có cái sự hưởng thụ hơn, có cái sự cao ngạo hơn, mà đó là một cái sự thu thúc nhiều hơn, giữ gìn nhiều hơn và tu tập ở cái mức độ miên mật lớn hơn. Đấy là thứ nhất, là nếu như người nào không vượt qua được cái sự dạy bảo ấy, là cái người ấy như là một cái người sợ hãi về sóng, là đồng nghĩa với sự phật não. Phật não ở đây là cái người đấy có nhiều cái bất mãn, có nhiều cái tâm ngã mạn, có nhiều cái tâm sân hận, có nhiều cái tâm mà khó chịu, không chịu thuần phục, cứng ngắc, khó dạy bảo, khó giáo hóa, cho nên không vượt qua được cái bài đầu tiên. Đó là những cái luật nghi căn bản nhất của cái người bắt đầu vào tu. Đấy là cái nguy hiểm thứ nhất, cái sợ hãi thứ nhất của người tu. Rồi đến cái nguy hiểm sợ hãi thứ hai, Đức Phật nói rằng: Và này tỳ kheo,
Thế nào là sự sợ hãi về cá sấu? Ở đây này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ, ta bị sinh già chết, sầu bi khổ yêu não bức bách, bị khổ chi phối, vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị ấy được các vị đồng phạm hạnh dạy bảo và khuyên giáo, ông chỉ được ăn cái này thôi, ông không được ăn cái kia, ông phải nhai cái này, ông không được nhai cái kia, cái ông được nếm cái này, ông được không được nếm cái kia, ông nên uống cái này, ông không nên uống cái kia, cái gì được phép thì mới được nhai, cái gì không được phép thì không được nhai, cái gì được phép thì mới được ăn, cái gì không được phép thì không được ăn, cái gì được phép mới được uống, cái gì không được phép cái được không được uống, cái lúc cái giờ nào được ăn thì mới được ăn, cái giờ nào không được ăn thì không được ăn, phải ăn đúng thời, không được ăn phi thời. Tức là nó sẽ liên quan rất là nhiều, những cái giới liên quan đến ăn uống rất là nhiều. Đối với những người bắt đầu đi vào xuất gia rồi, thì ngay cái việc ăn uống nó cũng không còn được tự do, thoải mái như ở nhà nữa. Nhà thích ăn cái gì tự mình đi nấu ăn, tự mình chế biến cái thức ăn theo ý thích của mình. Nhưng mà khi đi xuất gia thì vị ấy giống như là một cái người đi ăn xin vậy, ai cho gì thì ăn vậy, nhưng cũng không phải là cái gì cũng được ăn, có những cái được ăn, có cái không được ăn, có những cái món không được phép ăn, có những cái món mà phải làm những cái cách cho nó hợp pháp. Như là người xuất gia thì có những cái trái cây nó có hạt, hay là những cái rau mà nó còn sống, nếu mà không có những cái người làm cái cho hợp pháp, làm cắp pizam, thì vị ấy cũng không được thọ dụng, không được dùng. Hay là những cái thức ăn dù có đặt ở trước mặt đấy nhưng không có người dâng, không được tự tiện lấy ăn, mà chỉ khi nào có người dâng đến tận tay rồi thì mới được tự tiện lấy ăn. Vị ấy chỉ được phép lấy ăn là nước uống và tăm xỉa răng, thì vị ấy được tự lấy. Vì đó có thể lấy nước uống, nước bình thường uống thì được. Còn lại tất cả các cái món gì cho là món ăn hay là các cái thức uống nước ngọt thì vị ấy không được ăn. Và có những cái vật thực chỉ được ăn ở trong ngày, có những cái vật thực chỉ được ăn buổi sáng, không được ăn buổi chiều. Có những vật thực thì đến buổi, có những cái đồ uống thì được dùng buổi chiều nhưng không được dùng đến ngày hôm sau. Có những cái đồ thì chỉ được dùng trong vòng một tuần nhưng không được quá một tuần. Có những cái gì chỉ những cái gì nó thuộc về thuốc men thì vị ấy mới được giữ lâu dài, chứ còn vị ấy không được tích trữ vật thực, không được tích trữ đồ ăn. Như vậy thì với vị ấy, ăn thứ nhất là nó phải đúng thời, là chỉ từ khi mặt trời rạng đông đến trước khi mặt trời đứng bóng thì vị ấy mới được ăn, nhai những cái đồ ăn, đồ nhai. Mà ngay trong khi ăn nó cũng có nhiều cái phép tắc, khi mà đi nhận thức ăn nó phải như thế nào, phải trang nghiêm tề chỉnh như thế nào, trong khi ăn nó phải tuần tự như thế nào, từ trên xuống dưới như thế nào, không được lựa chọn những cái gì ngon thì ăn trước giờ ăn sau, mà ăn nó phải coi mọi thứ nó như nhau như thế nào. Và khi ăn thì cũng phải giữ gìn những cái chánh niệm trong cái khi ăn đó. Chánh niệm cử chỉ, không được ăn phùng mang trợn má, không được ăn nó tạo ra những cái tiếng bép bép, không được ăn nó tạo ra những cái tiếng sột soạt, không được ăn mà nó vương rãi những cái đồ ăn, hay nó vương rãi đồ ăn thì không được nhặt lên mà ăn lại. Thế nó có rất là nhiều những cái phép ăn, không được quá nhanh, không được quá chậm, cái miếng ăn nó không quá lớn, không quá nhỏ, không được phùng mang trợn mắt lên mà ăn. Thế nó có rất là nhiều những cái luật nghi phép tắc liên quan đến ăn, mà lại còn phải quán tưởng những cái đồ ăn đấy nữa. Ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không phải để trang sức tự làm đẹp mình này. Vì ấy phải quán tưởng như vậy thì nó mới không mắc nợ. Thế là có cái người nào ấy mà không giữ giới hạnh mà ăn cái đồ ăn khất thực thì vị ấy sẽ mắc nợ, vị ấy sẽ mang tội. Còn cái người nào có giữ giới mà không quán tưởng về cái khi mà thọ dụng vật thực ấy
mà không quán sát thì cái vị ấy vẫn có mắc nợ, dù có giữ giới mà không quán sát thì vẫn mắc nợ. Vậy cho nên ở trong khi ăn là phải có cái quán sát về cái thức ăn ấy. Và có rất là nhiều những cái phép tắc liên quan đến ăn. Rồi buổi chiều thì vị ấy không được ăn nhai, nhưng vị ấy có thể được uống những cái nước ngọt, nước trái cây ở buổi chiều, nhưng mà phải nọc hết xác. Nhưng mà có những cái nước ngọt ấy, vị ấy chỉ được dùng trong ngày, vị ấy không được tích trữ đến ngày hôm sau. Chỉ có một số cái thực phẩm được tích trữ đến hôm sau, như là đường, nước mật ong, dầu mè, bơ nọc, thì vị ấy có thể được tích trữ trong cái khoảng thời gian có giới hạn. Tích trữ nhiều nhất thì được 7 ngày, sau đó vị ấy phải xả đi, không được tích trữ nhiều. Vậy thì nó có cái sự chi túc đối với việc ăn. Còn chưa nói đến những cái người ta thực hành những cái hạnh ăn, như là có người thì người ta ăn bằng cái hạnh đi khất thực, hoặc là đi khất thực từng nhà, hoặc là chỉ nhận ăn ở trong bình bát, hoặc là có những người ấy người ta thọ chỉ cái hạnh nhất tọa thực, ăn ngồi chỉ một lần. Với người mà thọ chỉ cái hạnh nhất tọa thực khi mà người ta đã đứng lên rồi người ta không ăn nữa, và người ta thọ chỉ cái hạnh là không ăn vật thực sau khi đã ngăn, khi mà người ta đã từ chối một cái vật thực gì rồi thì người ta sẽ không nhận thêm, không ăn cái thêm những vật thực khác nữa. Thế là có rất là nhiều cái cách liên quan đến ăn, nhưng cũng chủ yếu là để cho người ấy có cái sự chi túc về việc ăn, không tham ăn, không bị dính mắc vào ăn, không bị trói buộc vào ăn. Vì cái ăn nó dễ sinh ra những cái dính mắc, những cái thói quen, những cái khó mà thỏa mãn được. Nên là khi đã thích ăn cái món gì rồi, ưa thích cái món gì, nó dễ bị trói buộc, ngày nào không có cái món đấy mình sẽ cảm thấy không ăn được. Và với một cái người nào tạo cho mình một cái thói quen đó là dễ dàng nuôi sống, có sao ăn vậy, không đòi hỏi và không yêu cầu, không có cái sự lựa chọn đối với cái đồ ăn ngon dở, thì cái người đấy sẽ trở thành một cái người dễ nuôi sống, sống ở đâu cũng được, và cái người ấy sẽ dễ tu tập, không làm phiền mọi người, không phải làm, tức là mình sẽ không bị coi thường vì cái người đấy có cái tính tham ăn. Cũng như vậy, chỉ vì cái chuyện ăn đấy thôi mà có những người có thể bỏ qua và có thể tu tập được, nhưng cũng có những người không bỏ qua được, không tu tập được, không dám đi tu chỉ vì nghe nói rằng cái đời sống tu tập nó có cái sự nghiêm ngặt, có cái sự nghiêm khắc đối với cái chuyện ăn uống như vậy. Chỉ được ăn vào cái giờ này, không được ăn vào giờ kia, chỉ được ăn cái món này, không được ăn món kia. Ăn nó có cái giới hạn như vậy, nó có cái sự nghiêm ngặt như vậy, cho nên nhiều người đã không vượt qua được. Thậm chí có những người đã đến tu tập rồi mà vì mình không bỏ được cái thói quen ăn uống thỏa thuê, thỏa mãn thích thú như là một cái dục nạc, nó như một cái nạc thú, nó như là một cái sự nghiện về những cái món ăn, nó thành cái thói quen và bây giờ mình không được ăn như vậy, mình không chịu được. Cho nên có những người đã từ bỏ cái đời sống tu tập và hoàn tục cũng chỉ vì mình không thể chịu đựng được cái đời sống ăn uống có cái kỷ luật phép tắc quá nghiêm ngặt ở cái môi trường tu tập như vậy. Như vậy bị ấy suy nghĩ rằng trước kia ta chưa xuất gia, cái gì ta muốn thì ta nhai, cái gì ta không muốn ta cũng nhai, cái gì ta muốn ta ăn, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không ăn, cái gì ta muốn thì ta nếm, cái gì ta không muốn thì ta không nếm, cái gì ta muốn thì ta uống, cái gì ta không muốn thì ta không uống, cái gì ta thích nhai thì ta nhai, cái gì ta không thích nhai thì thôi, cái gì được phép ta cũng ăn, cái gì không được phép ta cũng ăn, cái gì thích ăn lúc nào thì ta ăn, ta thích ăn giờ nào thì ta ăn, ăn đúng thời, ăn phi thời. Khi có các gia chủ tín tâm cúng dường chúng ta ăn
những món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm. Hình như các món ăn ấy đang bị chật đứng lại trên miệng ta. Đấy là có những người đã suy nghĩ như vậy, đã khởi lên cái suy nghĩ là mình đã, từ nay đã không được ăn những cái món ăn khoái khẩu như thế. Và vị ấy từ bỏ học tập, trở về hoàn tục như vậy. Này các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập và hoàn tục được gọi là người sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sự sợ hãi về cá sấu, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Đấy là chỉ vì cái tham ăn mà nó gây nên một cái sự chướng ngại cho cái người đấy đã từ bỏ mất cái cơ hội tu tập mà đi đến giải thoát của mình. Vậy cái người nào mà đã chấp nhận cái con đường tu tập thì phải chấp nhận từ bỏ cái thói quen ăn uống theo sở thích của mình, mà phải chấp nhận là có sao ăn vậy, sống ở đâu để cứ miễn là có cái ăn để nuôi thân là được, có cái cho vào bụng để không đói là được, chứ không đòi hỏi, không cầu kỳ, không tham lam về, không chạy theo cái vị ngon, không phải đi cầu nụy. Người này phải giúp mình có cái món ăn phù hợp, người kia giúp mình cái món ăn đấy, mà thôi mặc kệ, ai có cho gì thì ăn thế. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho cái đời sống tu tập, không làm phiền mình, không làm phiền người khác. Và đến cái nguy hiểm thứ ba, Đức Phật nói, này các tỳ kheo, thế nào là sự sợ hãi về nước xoáy? Ở đây có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, vì ấy suy nghĩ ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não bức bách chi phối, ta mong có thể chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Rồi vì ấy khi được xuất gia, vào buổi sáng đắp y bát, cầm y bát đi vào trong làng hay thị trấn để khất thực. Rồi vì ấy không phòng hộ thân, không hòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây vị ấy thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng, cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ chúng ta xưa kia chưa xuất gia hưởng thụ các dục này một cách đầy đủ, vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản vừa làm công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và hoàn tục như vậy. Này các tỳ kheo, là vị từ bỏ học tập và hoàn tục, người ấy được gọi là sự sợ hãi về nước xoáy. Và sự sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trược dưỡng. Thế là có những người xuất gia, mình đã có thể trải qua được cái khó khăn thứ nhất, đó là chấp nhận cái sự giáo huấn, cái sự giáo hóa về những cái oai nghi cử chỉ đi đứng nằm ngồi theo khuôn khởi, theo phép tắc rồi, đã thuần thành về cái hình tướng, về cái oai nghi, luật nghi của người xuất gia rồi, vì ấy có thể chấp nhận được với cái đời sống ăn uống kham khổ rồi. Nhưng mà khi đi vào trong dân gian, khi đi vào trong làng khất thực ấy mà không phòng hộ, ở đây đó là không phòng hộ các căn mắt tai mũi lưỡi, thân không phòng hộ, miệng không phòng hộ. Thân không phòng hộ có nghĩa là chỗ nào cũng đến, hay chỗ nào cũng đi, thấy người ta đứng tụ tập nói chuyện ở đâu thì cũng đến tham gia nói chuyện. Khi mà nói chuyện bắt đầu mới hỏi han là làm cái nghề gì, rồi người đấy người ta mới kể là tôi làm cái nghề này, mỗi tháng tôi kiếm được bằng này tiền để tôi mua nhà, mua xe, mua cửa, xây dựng cái đời sống hạnh phúc gia đình, vợ con, nhà cửa. Rồi hỏi thăm người ta là có vợ chồng con cái gì chưa, đời sống có hạnh phúc không, gia đình có được vui vẻ không. Rồi để cho người ta kể, để cho nghe những cái chuyện đời. Người ta mới kể về cái chuyện người ta đi chơi như thế nào, đi du lịch như thế nào, đi đây đi đó như thế nào, tự do thoải mái như thế nào, vui thú với con cái như thế nào, với nhà cửa, với tiền bạc như thế nào. Thế là tự nhiên lại khởi nên cái tâm bị nhiễm trần từ đó. Đấy là, đấy là những cái người do mình quá thân cận với cái đời sống thế gian. Với cái đời sống, có những người mà quá siêng năng đi vào trong xóm làng, quá tích cực thân cận với những người thế gian, quá quan tâm hỏi han những cái chuyện đời, cho nên nó bị đắm nhiễm. Bị đắm nhiễm khi thấy người ta hưởng thụ những cái niềm vui ở đời, người ta có nghề nghiệp, có thu nhập,
có tài sản, có vợ con và bị cuốn hút theo những cái niềm vui ấy. Đấy là cái người mà tu tập mà sống không có cái sự độc cư, tức là không ưa thích cái đời sống độc cư, cứ buồn buồn một tí thì lại phải đi tìm những người nào đó để nói chuyện. Thế là mà cứ nói chuyện với người tu, nói chuyện về chuyện đạo thì nó không sao, nó chỉ tăng trưởng cái đạo tâm lên thôi, nó chỉ làm cho mình càng nhàm chán ni tham. Nhưng khi mà nói chuyện về chuyện đời nhiều, nó bị nhiễm đời. Thế mà nói những cái chuyện thế tục nhiều, nó bị nhiễm theo thế tục. Vì vậy nên là cái người nào mà cứ đi vào trong làng nhiều là nó dễ bị nhiễm đời là như vậy. Đi vào trong thôn xóm nhiều, đi quá sớm về quá muộn, tiếp xúc với những người đời nhiều thì sẽ bị nhiễm đời một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giống như là con hổ nó ở trên rừng thì nó là chúa sơn lâm, nhưng mà nó mà đi vào trong nhân gian thì một là nó sẽ bị bắt vào sở thú, làm cho người ta đến đấy người ta ngắm. Hai là nó sẽ bị người ta bắt đi làm xiếc. Ba là nó sẽ thành cao hổ cốt, mang đi nấu cao. Như vậy mới mở cái người tu mà cứ sống độc cư thì vị ấy cứ an trú ở trong giới định tuệ ấy. Thì vị ấy sẽ trải nghiệm cái sự hỷ nạc do ni dục sinh, cái sự hạnh phúc, cái sự an vui do cái sự xa lìa trần cấu, do cái sự xa lìa cái đời sống nhiễm tục thế trần. Nhưng mà với cái người tu mà cứ nân na gần gũi với đời, với thế gian, và nhất là có những người bắt đầu tu được một chút rồi nghĩ rằng là ôi, ở cái cõi đời rất là si mê, rất là khổ đau, và ta phải tu cho nhanh, tu cho chóng, rồi còn đi vào trong đời để hóa độ chúng sinh, để phổ độ chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh. Thế là vì ấy như một cái con hổ non đi vào trong đời, người ta hỏi đi đâu ấy, tôi bảo tôi đi độ đời đây. Thế là người ta bảo đấy, độ cho tôi đi, độ cho ông bà tổ tiên tôi siêu thoát đi, độ cho tôi giàu có đi, độ cho tôi mạnh khỏe đi. Rồi vì ấy suốt ngày đi độ đời là như vậy, đi độ đám ấy. Hoặc là vì ấy hãy làm những cái việc này đi, làm những cái việc kia đi. Thế là phải đi bôn ba với đời, bận mải với đời, vất vả với đời. Rồi cuối cùng thì người ta, cái con cọp ấy nó có đi vào đời, nó có làm đủ cái trò vui cho đời. Để cuối cùng nó không làm được cái gì nữa thì người ta vẫn mang nó đi nấu cao. Thì cũng như thế thôi, cái người tu mà sống với đời, rồi nó nhiễm đời, rồi làm nô nệ cho đời, rồi cuối cùng không còn tác dụng gì nữa, thì nó cũng sẽ bị chê bai, bị chỉ trích, bị khinh thường, vì nó không còn cái bản chất của người tu nữa. Như vậy nếu như cái người ấy cứ sống độc cư, cứ sống an tịnh, cứ sống theo đúng cái phạm hạnh của mình, đúng cái phẩm hạnh của mình, đúng cái đạo hạnh của mình, đúng cái đường nối của mình, đúng cái mục đích của mình, đúng cái pháp của Phật, đúng cái lời của Phật, đúng theo cái tâm nguyện là vì giải thoát khổ đau sinh tử của bản thân mình, thì cái vị ấy sẽ luôn có cái sự an ổn, luôn có cái sự an toàn, luôn có cái sự hạnh phúc, luôn có cái sự an vui. Còn nếu như đi vị ấy chỉ cần có một chút thất niệm, một chút không phòng hộ, một chút buông lung, một chút phóng dật, một chút phóng túng thôi, vị ấy có thể sẽ bị năm dục trưởng dưỡng này nó chi phối, vị ấy có thể đắm nhiễm vào năm dục ấy. Và vì vậy cho nên cái con đường ấy, cái con đường tu của vị ấy sẽ bị đứt đoạn, sẽ bị gián đoạn, sẽ bị đổ vỡ, và vị ấy sẽ hoàn tục, hoặc là vị ấy còn được cái thân xuất gia nhưng nó không còn được cái tâm xuất gia nữa. Vị ấy có thể sẽ bị mất đi cái đạo tâm của mình, mất đi cái phương hướng của mình, mất đi cái mục đích, mất đi cái chí nguyện của mình, mất đi cái đạo hạnh của mình do nhiễm năm dục này, do đắm nhiễm cái đời sống thế gian này. Nên đấy là cái
Nguy hiểm thứ ba, đấy, giống như là một cái người đi qua cái dòng sông mà bị ấy gặp cái sự nguy hiểm về nước xoáy. Cái năm dục này nó luôn luôn nó rình rập và nó nguy hiểm. Như vậy nó có thể nhấn chìm một cái người tu tập, giống như một cái dòng nước xoáy nó có thể nhấn chìm một cái người vụng về mà nội qua sông, không khéo léo, không thiện xảo, không có tinh tấn, không có kiên cường, thì vị ấy cũng sẽ bị nhấn chìm. Như vậy, cái người tu tập mà không có đủ cái trí tuệ để vượt qua những cái dục lạc này thì vị ấy cũng bị nhấn chìm như thế. Đấy là cái ví dụ thứ ba về sự sợ hãi về nước xoáy. Và ví dụ thứ tư là, này các tỳ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá dữ? Ở đây này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy suy nghĩ ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não bức bách chi phối, ta có thể chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này chăng? Rồi vị ấy đi xuất gia. Rồi vị ấy vào buổi sáng đắp y bát, cầm y bát đi vào trong nàng hay thị trấn khất thực, do không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự, vị ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh, mặc y phục nộ nhiễu. Khi thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh, mặc y phục nộ nhiễu như vậy, dục tình phá hoại tâm vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập, trở về hoàn tục, được gọi là sự sợ hãi, bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỳ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Đấy là một cái nguy hiểm còn lớn hơn cái nguy hiểm trước. Đó chính là cái nguy hiểm về những cái sự tham dục, về những cái cảnh tham ái đối với những cái sắc thân. Với người nam tu tập thì cái chướng ngại lớn nhất là người nữ. Người nữ mà tu tập thì cái chướng ngại lớn nhất là người nam. Như vậy chỉ một chút thiếu phòng hộ thôi, vì ấy khi đi vào trong nàng mà vì ấy không phòng hộ các căn, không chế ngự các căn, vì ấy tiếp xúc với những cái người nữ, vì ấy thấy cái tướng riêng, tướng chung vị ấy mà lại nhìn vào những cái tịnh tướng, nghĩ là người này đẹp, hay là người này có cái mái tóc đẹp, có làn da đẹp, có con mắt đẹp, tức là vị ấy chú tâm vào một cái điểm gì đó mà vị ấy nghĩ rằng đó là đẹp, thì cái vị ấy sẽ bị ám ảnh bởi những cái sắc tướng ấy, bị ám ảnh bởi những cái cảnh đẹp ấy, và bị ấy sẽ bị dục tình nó chi phối, làm cho cái tâm vị ấy không được định tĩnh, nó làm cho chánh niệm của cái vị ấy bị gián đoạn, nó làm cho cái đời sống phạm hạnh của vị ấy nó bị mất đi cái sự an vui, nó làm cho cái vị ấy trở nên sầu bi ưu não. Vậy đấy là khi mà một cái người vị ấy tu tập rồi, vị ấy phải tránh xa cái đời sống về sắc dục như vậy, và cái sự nguy hiểm về cái đời sống sắc dục như Đức Phật nói rằng ta không thấy có một cái sự cuốn hút nào như là cái sắc của người nữ cuốn hút, và hay là nó ngự trị và chi phối cái tâm trí của người đàn ông. Không thấy có một cái gì nó ngự trị chi phối cái tâm trí của người nữ như là cái sắc của người đàn ông, sắc thanh hương vị xúc. Vậy cho nên muốn để cho cái tâm nó được an thì vị ấy khi đi ở ngoài đường, vị ấy cần phải nhìn xuống chứ không nhìn ngó tới ngó lui, chứ không được ngó nhìn những cái người đẹp người xấu, hay là vị ấy không nên nói chuyện bắt chuyện, hay là vị ấy muốn nghĩ rằng ta sẽ thân thiện với người này, ta sẽ giao tiếp với người này, ta sẽ kết thân với người này, ta sẽ làm quen với người này, ta sẽ gần gũi với cái người này để có cái tình cảm với cái người này, rồi dần dần nó sẽ đi đến cái sự ái nhiễm, nó đi đến cái sự đắm nhiễm, nó đi đến cái sự ô nhiễm, và nó sẽ làm cho vị ấy khởi lên cái ý định đó là từ bỏ cái đời sống tu tập và trở về hoàn tục. Thì vị ấy cần phải có cái sự phòng hộ như vậy,
phải có sự tránh né như vậy, phải có sự tỉnh giác, phải có cái sự chánh niệm. Nên là cái chánh niệm tốt nhất để cho vị ấy không khởi lên những cái ô nhiễm, không khởi lên những cái tham ái ấy, thì vị ấy luôn luôn phải niệm về xác chết, quán tưởng về xác chết, niệm về cái thân bất tịnh, quán về cái 32 thể trược trên cái thân này, quán về cái tự thi, về tứ đại này, về tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái sự bất tịnh ở trên nội thân, trên ngoại thân, trên cả nội và ngoại thân. Thì khi vị ấy thấy bất cứ một cái cảnh nào, một cái tướng của một cái người nào, vị ấy cũng luôn luôn thấy được cái sự bất tịnh, thấy được cái sự ô nhiễm, thấy được cái sự đáng nhờn gớm, thấy được cái sự ghê gớm ấy, thì dục tình nó mới không chi phối tâm vị ấy. Thì vị ấy mới có thể giữ được cái tâm thanh tịnh, mới có thể giữ được cái sự định tĩnh. Đấy là cái sự nguy hiểm thứ tư đối với những người xuất gia tu tập. Đó chính là cái sự nguy hiểm về phụ nữ. Đối với một người nam đi xuất gia thì suốt đời với cái vị ấy cần phải phòng hộ, cần phải đề phòng. Đề phòng cao nhất chính là cái sự đề phòng đối với một người nữ, để không khởi lên cái sự tham ái, để không khởi lên cái tình cảm dính mắc đối với người nữ. Đối với cái người nam ấy tu tập thì người nữ như là một con cọp, như là một con sư tử, như là một con mãng xà, như là một con rắn độc nguy hiểm rình rập ở bên cạnh. Thì đối với một cái người nữ tu tập cũng vậy, người nam như là một con cọp, như là một con mãng xà, như là một con hổ báo sư tử, và vì ấy có thể mất cái thân tuệ mạng bất cứ lúc nào nếu như vì ấy không có cái sự đề phòng, không có cái sự phòng hộ, không có cái sự tránh né, không có cái sự thu thúc, không có cái giới hạnh, không có tàm quý, không có cái sự giữ gìn, thì những cái điều nguy hiểm ấy nó có thể xảy đến với một cái vị đang xuất gia tu tập ấy bất cứ lúc nào. Như vậy là có bốn cái sự sợ hãi đối với một cái người xuất gia. Đó là cái sự sợ hãi về sóng, đó chính là những cái sự cứng cỏi khó dạy bảo, sự sợ hãi về cá sấu như là dính mắc vào chuyện ăn uống, sự sợ hãi về nước xoáy như là đó là muốn hưởng thụ những cái tài sản danh vọng chức quyền như người đời, và cái sự sợ hãi cuối cùng là sự sợ hãi về con cá dữ, đó là cá mập hay là cái con cá kình hay là cái con thuồng nuồng cá sấu ấy, thì đó chính là sự sợ hãi về phụ nữ, về người khác phái. Đấy là bốn cái sự nguy hiểm, bốn sự sợ hãi nó có thể rình rập, nó có thể tấn công, nó có thể phá hoại, nó có thể làm cho cái người tu ấy bị thối thất, bị trở nên hoàn tục bất cứ lúc nào. Nên là đấy là những cái điều đáng phải đề phòng, đáng phải lưu tâm. Vì vậy cái người nào được tu tập, được rèn luyện ngay từ đầu những cái phép tắc, những cái luật nghi, những cái cử chỉ để cho cái người ấy có cái sự thu thúc giữ gìn, thì thân vị ấy được tu tập một cách tuần tự thì vị ấy sẽ giữ gìn được những cái giới hạnh. Khi giới được tu tập, vị ấy cần phải được tu tập về tâm để chế ngự những cái dục tham sân hận. Rồi vị ấy cần được tu tập về tuệ giác, tuệ quán để vị ấy đi đến nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, đạt đến chánh trí, chứng ngộ niết bàn.